Chào nãy luôn. À, có tên thì mới ghét nữa, khó nha. What the fuck, có cái em mà chạy gì vậy trời. Thôi ôm trụ. Thằng này quýnh Samusuka kiểu bị phò anh em ơi, không quýnh kiểu mà chiến rồi. Đánh kiểu Suaka phò thì chỉ dành cho ngăn dưới thôi, chứ ngăn trên này quýnh Suaka là phải chiến anh em ơi. Suaka đi lên mạnh vãi nồi ra. Suaka đi lên nó kiểu như Kama vậy đó, quýnh phải kiểu như Kama vậy đó. Này quýnh Suaka nhát quá. Trời ơi, chơi Suaka cầm áp đảo vãi cái bìu, chết đúng rồi đó. Agi kiên định, tại sao là Agi áp đảo? Cầm cái điểm nhấp cốt vô. Rồi vậy, cầm điểm nhấp cốt vô cho nó kéo luôn, xong đực e dưới chân, xong, đơn giản dễ hiểu. Hay quá vậy, Olaf ơi, Olaf đỉnh vậy. Hù, giết luôn AD luôn, còn gì nữa. Olaf đỉnh quá anh em ơi, Olaf nó đỉnh. 4-0 gì vậy, bó tên ánh sáng luôn, chiến chưa. Nó tự thủ hả? Với lại có một cái mẹ xài chiêu nè. Một là mấy ông để, xài chiêu mấy ông để chuột kế bên mấy ông xài đúng không. Còn hai mấy ông muốn chính xác hơn, mấy ông để qua sau lưng của tướng đó. Sau lưng của mục tiêu mấy ông muốn xài, ví dụ như tôi muốn bắn kiếp này đúng không. Tôi muốn bắn kiếp này đúng không, tôi đứng, tôi để chuột sau lưng nè, tôi bắn nè. Còn nếu mà ông đánh hay rồi ông sẽ làm kiểu vậy nè, đánh kiếp gì đúng không, cái đứng bắn quỷ đây nè, kiểu vậy. Hai kiểu xài chiêu cái nhá cho người dễ bị hụt lắm, nhá cho người dễ bị hụt lắm. Nếu mà mấy ông xài không quen thường là sẽ xài, sẽ để chuột sau lưng tướng đó, sẽ dây sau chúng thôi. Còn cái mà xài kiểu để trước tướng này là dành cho mấy ông đánh hay, cái đó khó xài. Trời ơi, lắp cùng linh nữa chứ. Ha à, lầy dữ vậy. Team bên kia nó vậy nên cùng linh xíu sao trời. Biết là mạnh rồi nhưng mà linh được cái đó sẽ bị thọt đấy. Hết giờ mà. Khùng này hết giờ mà làm gì vậy? Hết giờ mà làm gì vậy? Ừ. 13 phút tâm hợp với thần kiếm. Ừ. Giờ mình xanh quá rồi, mình lên team băng luôn, còn nếu mình thọt lên tôi một phần. Hôm qua giờ mình gặp Victor thì mình thua hơi bị nhiều quá. À, cứ quên nó hoài. Kiểu mới tập trung xíu là gãi hello cái chết này. Đâu quên Victor anh em ơi, chứ cá sấu sao giết được tôi cầm tẩy mà. Tôi tính bớt nó luôn á chứ. Bây giờ rồi hụt bàn rồi. Ờ rồi dính luôn á chứ. Dính luôn á chứ. Xin nha. Vấn đề là game này mình xanh rồi. Kiểu mình đồ mình out thời gian rồi. 18 phút đâu có đồ như đây được. Mình out thời gian đồ rồi mình lên đồ thủ, mình vừa mạnh mình vừa trâu, vừa khó chết bắn được nhiều. Còn kiểu mà mình thọt hay là team mình cần đam thì mới lên lên kia thôi. Team mình dư đam quá trời luôn nè, lên tôi phận nó dư quá, lỡ bị focus chết không bắn được. Còn lên team bằng quýnh láo luôn nó kiểu vậy nè. Rồi lấy gì nói với mình. Lên cái giáp nhỏ rồi, cài sàn lấy gì bắn chết, có xưa ca búp nữa.
cản. Rồi giờ tìm bằng rồi nó giết kiểu gì, hay nãy không mới có giáp cây ngục không, nó bắn nhìn gãy súng chưa, mà chưa xưa ca búp nha, bắn nhìn muốn gãy súng luôn chứ. Anh em biết cái tư thế này chưa? Ồ má, tôi mới bẻ cái cổ tôi mới cái gớp luôn á. Trời. Ok. Anh em nhớ like subscribe cho tôi nha. Nãy đầu game tôi bóp cái tai, bóp cái cổ rồi mà.